vạch trần bí mật về tổng kho vũ khí Long Bình khiến cả thế giới rùng mình. Chào mừng quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ lâu, nước Mỹ đã nổi tiếng với sự thịnh vượng và mức độ phát triển vượt trội. Bất kỳ nơi nào mà nước Mỹ hiện diện đều để lại dấu ấn rõ nét về sự giàu có và ảnh hưởng của mình. Điển hình là trong cuộc chiến tại Việt Nam, nước Mỹ không chỉ đưa quân đội hùng mạnh mà còn trang bị cho họ những loại vũ khí tinh vi và khối lượng trang bị khổng lồ. Tổng kho Long Bình tại Việt Nam là một minh chứng rõ rệt cho điều này. Đây là một căn cứ quân sự có quy mô khổng lồ, được xây dựng nhằm lưu trữ lượng vũ khí khổng lồ phục vụ cho chiến dịch quân sự của Mỹ. Từ năm 1965, khi quân đội Mỹ bắt đầu tham gia vào cuộc chiến tại miền Nam Việt Nam, họ đã xây dựng nhiều căn cứ quân sự lớn tại Biên Hòa, trong đó có tổng kho Long Bình. Căn cứ này không chỉ có diện tích rộng lớn khoảng 24 km vuông mà còn được trang bị với hệ thống bảo vệ chặt chẽ, bao gồm nhiều lớp hàng rào, hệ thống mìn và các biện pháp phòng thủ nghiêm ngặt. Tổng kho này đóng vai trò là trung tâm lưu trữ vũ khí quan trọng nhất của quân đội Mỹ tại miền Nam Việt Nam. Bên trong tổng kho Long Bình có nhiều kho chứa bom đạn với diện tích rộng lớn và số lượng vũ khí, trang thiết bị quân sự được lưu trữ ở đây lên đến hàng triệu tấn. Lượng đạn dược chuyển đến Việt Nam trung bình khoảng 40.000 tấn mỗi tháng và con số này tăng gấp đôi vào những năm sau đó. Tổng kho này được quản lý bằng hệ thống máy tính hiện đại nhất thời bấy giờ. Nhưng dù được bảo vệ nghiêm ngặt, nó vẫn bị đặc công quân giải phóng tấn công và tổn thất đáng kể. Khi chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh được thực hiện, quân đội Mỹ dần rút khỏi miền Nam Việt Nam và tổng kho Long Bình được bàn giao cho quân lực Việt Nam Cộng hòa. Tuy nhiên, lượng hàng hóa trong kho vẫn còn phong phú và quân lực Việt Nam Cộng hòa vẫn duy trì được mức độ vũ khí và đạn dược cần thiết trong một thời gian dài. Nhưng với việc viện trợ của Mỹ giảm dần, lượng hàng hóa cũng giảm sút và tổng kho Long Bình không còn đủ để đáp ứng nhu cầu của quân đội. Cuối cùng, vào mùa xuân năm 1975, sau nhiều thất bại chiến lược, tổng kho Long Bình được phân tán về miền Tây Nam Bộ nhưng quá trình này diễn ra không hiệu quả và gặp nhiều khó khăn sự phát hiện về tổng kho long bình cho thấy quy mô và mức mức độ chuẩn bị của quân đội mỹ trong cuộc chiến tại việt nam là khổng lồ và tinh vi nó phản ánh một phần của chiến lược quân sự lớn và sự đầu tư mạnh mẽ mà mỹ đã dành cho cuộc xung đột này tuy nhiên những bí mật còn lại về căn cứ này vẫn làm dấy lên nhiều câu hỏi và sự tò mò về quy mô và tầm quan trọng của nó trong lịch sử quân sự Việc quân đội Mỹ viện trợ số lượng lớn vũ khí cho miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến tranh Việt Nam phản ánh một chiến lược quân sự sâu rộng và tầm cỡ của nước Mỹ. Động thái này không chỉ nhằm hỗ trợ quân lực Việt Nam Cộng hòa trong cuộc chiến chống lại lực lượng quân giải phóng miền Nam và các đồng minh của họ, mà còn thể hiện cam kết của Mỹ trong việc duy trì ảnh hưởng và quyền lợi của mình ở khu vực Đông Nam Á. Về mặt quân sự, việc cung cấp vũ khí số lượng lớn cho miền Nam Việt Nam giúp tăng cường sức mạnh chiến đấu của quân đội Việt Nam Cộng hòa. Điều này bao gồm cả vũ khí thông thường như súng, đạn, bom cũng như các loại vũ khí tiên tiến hơn. Trong bối cảnh chiến tranh đặc biệt, các loại vũ khí hóa học và vũ khí hạn chế như chất độc da cam, Agent Orange cũng đã được sử dụng. Sự viện trợ này không chỉ nhằm gia tăng khả năng chiến đấu mà còn thể hiện nỗ lực của Mỹ trong việc duy trì thế cân bằng lực lượng trên chiến trường. Tuy nhiên, việc sử dụng vũ khí hóa học và vũ khí hạn chế đã dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng và lâu dài. Các chất độc hại như chất độc da cam không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của nhiều thế hệ người dân Việt Nam. Sự ảnh hưởng của các loại vũ khí này còn kéo dài sau khi chiến tranh kết thúc, dẫn đến những vấn đề sức khỏe và môi trường nghiêm trọng mà Việt Nam vẫn phải đối mặt cho đến ngày nay. Nhìn chung, Việc quân đội Mỹ viện trợ vũ khí cho miền Nam Việt Nam, bao gồm cả các loại vũ khí hóa học và vũ khí hạn chế, đã tạo ra những tác động sâu rộng và lâu dài, không chỉ về mặt quân sự mà còn về mặt nhân đạo và môi trường. Sự viện trợ này cho thấy sự quyết tâm của Mỹ trong việc đạt được các mục tiêu chiến lược của mình, nhưng đồng thời cũng phản ánh những vấn đề phức tạp và nghiêm trọng liên quan đến chiến tranh và hậu quả của nó một sĩ quan thuộc quân đoàn B của Việt Nam Cộng Hòa đã hồi tưởng lại sự kiện vào ngày 28 tháng 4 năm 1975. Ban chỉ huy trung đoàn đóng tại trường trung học Cần Ruộc đã ra lệnh phân tán quân trang quân dụng từ tổng kho Long Bình. Các phương tiện, bao gồm hàng chục chiếc xe GMC và xe Jeep, được đưa đến đây, mỗi xe chỉ được trang bị đầy bình xăng. Theo lệnh miệng, khi hết xăng thì xe sẽ bị bỏ lại cùng với cả hàng hóa và quân trang, chất đống thành những đống cao trên các cánh đồng khô. Trong bối cảnh đó, chiến dịch Hồ Chí Minh đã giao cho một đội đặc công của quân giải phóng nhiệm vụ tiến công tổng kho Long Bình và họ đã hoàn thành nhiệm vụ mà không gặp phải nhiều khó khăn. Sau đó, tổng kho Long Bình rơi vào tay quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tổng kho này với quy mô khổng lồ và lượng hàng hóa phong phú được bảo vệ rất cẩn mật và đã nhanh chóng trở thành đối tượng của nhiều tin đồn và sự tò mò từ người dân xung quanh cũng như toàn miền Nam. Người ta đồn rằng tổng kho không thiếu bất kỳ loại vũ khí nào, kể cả các loại vũ khí tối tân nhất. Có người thậm chí cho rằng tổng kho chứa cả bom nguyên tử hoặc những vũ khí bí mật khác như mũi tên gãy, loại vũ khí tối tân có sức hủy diệt ngang với bom nguyên tử, mặc dù vẫn trong giai đoạn nghiên cứu. Cũng có thông tin rằng Tổng kho còn có một hệ thống hầm ngầm rộng lớn, lên đến 300 km vuông, với nhiều lớp cửa khóa bí mật có khả năng tự hủy nếu bị xâm nhập. Kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, tổng kho Long Bình trở thành nơi đóng quân của nhiều đơn vị quân sự thuộc binh đoàn Hương Giang, như lữ đoàn xe tăng 2003, các lữ đoàn pháo binh, công binh và phòng không. Tuy nhiên, các đơn vị này chỉ sử dụng một phần nhỏ của cơ sở hạ tầng quân sự và không can thiệp vào các kho hàng chính. Trong thời gian đầu, khi công tác bảo vệ kho còn lỏng lẻo, các binh sĩ đã tận dụng cơ hội để khám phá khu vực xung quanh và chỉ trầm trồ trước sự phong phú của hàng hóa tại đây. Số lượng xe quân sự, bao gồm cả xe tăng, thiết giáp và ô tô, lên đến gần 1.000 chiếc. Dù có thu được một số chiến lợi phẩm, chủ yếu là thực phẩm và vật tư bảo trì trang bị, nhưng phần lớn hàng hóa vẫn được giữ nguyên trạng. Sau đó, Tổng kho Long Bình được giao cho Tổng cục Kỹ thuật Quản lý. Công tác bảo vệ và bảo quản hàng hóa được thực hiện chặt chẽ hơn, hầu hết các vật tư hàng hóa vẫn còn nguyên vẹn. Đồng thời, một đoàn cán bộ kỹ thuật từ Hà Nội đã tiếp quản và khai thác thành công hệ thống máy tính IBM 36050, trong đó chứa dữ liệu quản lý kho của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau khoảng một tháng tiếp quản, đoàn công tác đã cung cấp cho Tổng cục Kỹ thuật danh mục toàn bộ hàng còn tồn tại trong các kho, với tổng kho Long Bình là kho lớn nhất. Việc tiếp quản tổng kho Long Bình và khai thác dữ liệu quản lý là một thành công lớn của quân đội nhân dân Việt Nam. Công tác quản lý và bảo quản hàng hóa vật tư đã được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, na đảm bảo việc sử dụng và bảo trì hiệu quả. Các loại hàng hóa phù hợp đã được huy động phục vụ cho việc sửa chữa trang bị vũ khí, đặc biệt là hỗ trợ cho nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và các nhiệm vụ quốc tế. Một số vật tư lưỡng dụng như lốp xe cũ và nhựa đường cũng được thanh lý để sử dụng vào mục đích dân dụng trong thời kỳ đổi mới. Một phần diện tích của kho Long Bình cũ đã được chuyển đổi mục đích sử dụng cho các hoạt động khác như xây dựng khu công nghiệp, cơ sở doanh trại quân đội và nhà ở cho cán bộ nhân viên. Tuy nhiên, phần lớn diện tích vẫn tiếp tục được duy trì làm kho của quân đội với sự bảo vệ nghiêm ngặt và bí mật như xưa. Trận đánh lịch sử đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng quân đội Mỹ. Vào năm 1965, Trung ương cục miền Nam đã quyết định thành lập tỉnh Biên Hòa U1 giao nhiệm vụ tấn công các hậu cứ quan trọng như sân bay Biên Hòa và kho liên hợp Long Bình. Đồng thời họ cũng triển khai chiến dịch tấn công tại Bình Định, nông thôn để thiết lập thế đứng vững chắc cho lực lượng vũ trang và gây sức ép lên thành phố và các hậu cứ của địch. Ở cao điểm 5053, hai đội đặc công U1 đã chuẩn bị tỉ mỉ, dù trang bị lúc ấy còn thiếu thốn, với tinh thần tự lực tự cường, họ đã chế tạo vũ khí và thực hiện trận đánh thành công vượt ngoài mong đợi. Vào ngày 28 tháng 10 năm 1966, lực lượng tấn công đã tiếp cận mục tiêu gần 50 mét. Trinh sát Bùi Văn Hòa, người từng thu thập thông tin về tổng kho Long Bình, dẫn đường cho đơn vị qua các hàng rào và chốt kiểm soát một cách khéo léo. Đến khoảng 5 giờ 30 chiều cùng ngày, các đội tấn công đã đột nhập vào kho, chuẩn bị đội hình chiến đấu và chờ đợi thời cơ. Khi trời vừa tối, lợi dụng sự lơ là của địch, Đồng chí Nguyễn Tấn Vàng, chỉ huy chốt 2, đã ra lệnh cho đồng đội thực hiện kế hoạch, đặt các thiết bị nổ và kết nối dây điện với các kíp nổ. Dù có sự kháng cự dữ dội từ địch, đồng chí Nguyễn Tấn Vàng vẫn bình tĩnh và hoàn tất công việc trái nổ thứ tư. Sau khi rút ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhóm tấn công đứng chờ đợi kết quả. Khi các kho nổ tung, mặt đất rung chuyển dữ dội, chiến dịch đã đạt thành công rực rỡ vào khoảng 20 giờ cùng ngày. Khoảng 250 tấn bom đạn đã bị phá hủy, cùng với 250 quân Mỹ và nhiều kho tàng, phương tiện chiến tranh bị tiêu diệt. Trận đánh đã gây choáng váng cho quân đội Mỹ, khiến họ phải ngừng ba cuộc càn quét lớn do thiếu hụt vũ khí. Ngay sau trận đánh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi điện khen ngợi sự quyết tâm của đặc công U1 và quân dân biên hòa. Báo Nhân dân đã đăng bài viết ca ngợi chiến thắng Long Bình như một trận chiến táo bạo đã kích mạnh mẽ vào lực lượng quân đội Mỹ. Các thế hệ người Việt Nam đã tiếp tục phát huy truyền thống cha ông bảo vệ đất nước trước các thế lực ngoại xâm. Quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc không phân biệt thành phần dân tộc hay giới tính. Bảo vệ Tổ quốc không chỉ là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà còn là bảo vệ cuộc sống hòa bình của nhân dân. Sự nghiệp đổi mới, Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa Điều này đã được quy định rõ ràng trong Hiến pháp năm 2013. Nhấn mạnh rằng mọi công dân đều có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù nhiều người cho rằng trong thời bình không cần phải bảo vệ đất nước, nhưng thực tế cho thấy nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vẫn luôn cần thiết và cấp bách, không chỉ trong thời kỳ chiến tranh mà cả trong hòa bình. Đoạn văn trình bày rõ ràng quá trình và thành quả của trận tấn công vào tổng kho Long Bình, cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đặc công và kết quả ấn tượng của chiến dịch. Những thành tích đạt được không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ với quân đội Mỹ, mà còn là minh chứng cho lòng yêu nước và tinh thần kiên cường của quân và dân Việt Nam. Phân tích nêu bật trách nhiệm bảo vệ tổ quốc của mọi công dân và sự cần thiết của việc duy trì công tác bảo vệ trong mọi thời kỳ, khẳng định rằng trách nhiệm này không chỉ thuộc về quân đội, mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người dân. Hiện tại, không thể loại trừ một số đối tượng có ý đồ chống phá đất nước. Họ đưa ra những quan điểm này với mục đích tạo ra sự nghi ngờ trong xã hội, gây khó khăn cho các địa phương trong việc tuyển chọn thanh niên nhập ngũ. Trước hết, chúng ta đều nhận thấy rằng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, không chỉ riêng Việt Nam mà bất kỳ quốc gia nào cũng vậy, họ đều tổ chức lực lượng vũ trang và quân đội làm lực lượng nòng cốt trong cuộc chiến chống lại kẻ thù ngoại bang và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trước những cuộc tấn công từ bên ngoài. Quân đội nhân dân Việt Nam được tổ chức để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược và bảo vệ đất nước trong thời bình. Trong thời bình, quân đội còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nhân dân trước những nguy cơ từ thiên tai, dịch bệnh và bảo vệ tính mạng của người dân, cũng chính là bảo vệ tổ quốc. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hàng nghìn người con ưu tú của đất nước đã lên đường nhập ngũ. Nhiều thanh niên, sinh viên đã viết đơn tình nguyện bằng máu, gác lại những ước mơ trên giảng đường để ra trận. Nhiều thương nhân, kỹ sư, bác sĩ và nhà khoa học đã từ bỏ cuộc sống sung túc ở nước ngoài, đáp lại lời kêu gọi của Tổ quốc, gia nhập quân đội, ủng hộ cuộc kháng chiến. Nhờ đó, quân đội được củng cố và phát triển ngày càng lớn mạnh, đánh bại quân xâm lược và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền đất nước. Chính nhờ sự hy sinh xương máu của nhiều lớp người, chúng ta mới có được cuộc sống hòa bình hôm nay. Trong thời bình, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới và cao hơn. Các thế lực thù địch vẫn luôn nuôi dưỡng âm mưu chống phá đất nước, phá hoại con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và làm suy yếu cuộc sống hòa bình của nhân dân. Họ muốn biến nước ta thành một quốc gia phụ thuộc, một con rối trên bàn cờ chính trị của các cường quốc nếu chúng ta không cảnh giác và không xây dựng quân đội và tiềm lực quân sự đủ mạnh chúng ta sẽ không có khả năng phòng thủ để bảo vệ đất nước do đó hàng năm chúng ta tổ chức tuyển chọn thanh niên để thực hiện nghĩa vụ quân sự nhằm bổ sung lực lượng cho quân đội thay thế những người đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về địa phương công việc này liên tục được tiếp nối để tạo nên một thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh trong thời kỳ hòa bình chúng ta vừa có lực lượng thường trực hợp lý vừa có lực lượng dự bị rộng khắp khi đất nước xảy ra chiến tranh chúng ta nhanh chóng huy động lực lượng hình thành nên thế trận toàn dân đánh giặc nhờ đó chúng ta không bị động trong mọi tình huống quan điểm cho rằng đất nước đã hòa bình rồi thì không cần tổ chức quân đội là quan điểm sai lầm cả về lý luận và thực tiễn hiện nay ngoài một số quốc gia có chế độ đặc biệt Gần như quốc gia nào cũng tổ chức quân đội. Ví dụ, tại Hàn Quốc, chế độ quân dịch bắt buộc được áp dụng từ năm 1957. Quy định tất cả công dân nam trong độ tuổi từ 18 đến 35 đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, bất kể xuất thân hay hoàn cảnh cá nhân. Dù quy định này đã được sửa đổi từ năm 2020, nhưng về cơ bản, thanh niên Hàn Quốc khi đến 18 tuổi vẫn bắt buộc phải ghi danh nhập ngũ. Ngoài Hàn Quốc, nhiều quốc gia như Triều Tiên Singapore và Israel cũng áp dụng nghĩa vụ quân sự đối với nam giới. Mặc dù hiện nay hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu hướng chủ đạo của thế giới hiện đại, nhưng thực tế, sau khi kết thúc cuộc chiến tranh lạnh, trong hơn 30 năm từ năm 1991 đến nay, chúng ta đã chứng kiến hàng loạt cuộc chiến tranh, hàng trăm vụ khủng bố, hàng nghìn cuộc xung đột đảo chính và nội chiến. Điều đó cho thấy thế giới vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn. Do đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là công việc thường xuyên, liên tục và cần có lực lượng thường trực. Nếu không chuẩn bị hoặc mất cảnh giác, chúng ta sẽ tạo cơ hội cho các thế lực chống phá trong nước nổi lên hoặc các thế lực bên ngoài tiếp ứng, dẫn đến nguy cơ đất nước bị tấn công và Tổ quốc bị lâm nguy từ nhiều phía. Bài học lịch sử đã chứng minh rằng nhiều quốc gia và triều đại chỉ một phút lơ là mất cảnh giác đã bị kẻ thù phát động tấn công xâm lược, nhanh chóng rơi vào hoang loạn và thất thủ, nhân dân sống trong cảnh lầm than cơ cực. Vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, biện pháp phòng ngừa chiến tranh hiệu quả nhất chính là luôn luôn chuẩn bị và đề phòng. Chúng ta phải thấu suốt phương châm giữ nước từ khi còn sớm và từ xa. Mỗi thanh niên khi đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự cần nhận thức rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với đất nước. Tuyển chọn và tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự là nhiệm vụ thiêng liêng, cao quý, được nhân dân tin tưởng gửi gắm và trao cho trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc. Hòa bình của nhân dân và đất nước đang được giữ vững khi luôn có những chiến sĩ sẵn sàng trên tuyến đầu gian khó. Tiếp tục chương trình Cà Phê Sáng Chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết Phân tích nguyên nhân thất bại của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam giai đoạn từ năm 1973 đến năm 1975. Cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân kiểu mới từ Mỹ đã lùi xa gần 50 năm. Trong khoảng thời gian này, đã có nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước phân tích nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Trong video này, chúng tôi sẽ phân tích một số nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong giai đoạn từ năm 1973 đến năm 1975. Chúng tôi sẽ giải thích lý do sự thất bại của một đội quân được Mỹ xây dựng, huấn luyện, chỉ huy và trang bị phương tiện chiến tranh hiện đại bậc nhất thế giới thời bấy giờ. Từ quân đội của Bảo Đại năm 1955 với lực lượng được coi là yếu kém, nhờ sự trợ giúp đắc lực của cố vấn quân sự và viện trợ quân sự từ Mỹ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã từng bước được tổ chức thành một đội quân chính quy và hiện đại nhằm thực hiện chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Đội quân này được kiện toàn tổ chức bộ máy từ lực lượng địa phương quân và nghĩa quân đến các quân binh chủng, quân đoàn, sư đoàn và bộ Quốc phòng, bộ tổng tham mưu với trang thiết bị hiện đại và quân số liên tục gia tăng. Đến năm 1963 quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã có 22.220 quân, tăng lên 62.210 quân vào năm 1967. Và trong khoảng thời gian từ đầu năm 1973 đến cuối năm 1974, quân lực Việt Nam Cộng Hòa có 51.832 quân, gồm lực lượng chủ lực và địa phương quân, với nhiều sư đoàn bộ binh và lực lượng tổng trừ bị. Quân lực Việt Nam Cộng hòa được phân bố thành các khu vực quân sự. Quân khu 1 và quân khu 2 phụ trách miền Trung, quân khu 3 phụ trách Sài Gòn và Đông Nam Bộ, và quân khu 4 phụ trách Tây Nam Bộ. Đội quân này được tổ chức một cách chặt chẽ với mục tiêu duy trì sức mạnh quân sự đủ để đối phó với mọi tình huống và đã có những hoạt động lớn nhằm đẩy mạnh chiến dịch bình định và lấn chiếm vùng giải phóng từ tháng 1 đến giữa năm 1973. Tuy nhiên, những kết quả đạt được không kéo dài lâu. Vào cuối năm 1973, hoạt động của quân giải phóng đã làm chậm lại tiến độ bình định của quân lực Việt Nam Cộng hòa. Vào năm 1974, chính quyền miền Nam Cộng hòa tuyên bố chiến tranh trở lại và yêu cầu quân lực Việt Nam Cộng hòa phải hành động trước. Tuy nhiên, kế hoạch tái thiết và phát triển đã chuyển thành an ninh và phát triển nhằm đối phó với các cuộc tấn công của lực lượng cách mạng. Quân lực Việt Nam Cộng hòa ngày càng rơi vào thế phòng ngự bị động với lực lượng bị phân tán và tổn thất nghiêm trọng. Đến đầu năm 1975, quân lực Việt Nam Cộng hòa đã điều chỉnh lực lượng thành lập hai sư đoàn biệt động quân. Tuy nhiên, việc tấn công vào các khu vực trọng yếu như Tây Nguyên đã không thành công và quân lực Việt Nam Cộng hòa đã gặp thất bại nghiêm trọng tại Buôn Ma Thuột và các khu vực khác. Những thất bại liên tiếp đã dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của quân lực Việt Nam Cộng hòa khi các cuộc không kích không thay đổi được tình thế và quân lực Việt Nam Cộng hòa đã phải rút lui để lại hậu quả nghiêm trọng cho chiến trường. Qua phân tích, có thể thấy rằng quân lực Việt Nam Cộng hòa mặc dù được trang bị phương tiện chiến tranh hiện đại và có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Mỹ, vẫn không thể duy trì sự ổn định và chiến thắng trong cuộc chiến tranh. Nguyên nhân chính của sự thất bại này nằm ở việc quân lực bị phân tán, kế hoạch chiến lược không hiệu quả và sự thay đổi liên tục trong các mục tiêu chiến lược. Điều này cho thấy rằng không chỉ có vũ khí hiện đại mà còn cần phải có chiến lược chiến tranh và quản lý lực lượng hợp lý để đạt được thành công trong các cuộc chiến. Sau khi thất bại nghiêm trọng ở Tây Nguyên, Quân lực Việt Nam Cộng hòa đã chuyển sang chiến lược co cụm, tập trung lực lượng để phòng thủ tại Đà Nẵng qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1 bao gồm việc rút các sư đoàn bộ binh 1 và 3 cùng sư đoàn thủy quân lục chiến về giữ Đà Nẵng. Giai đoạn 2 thì bao gồm việc rút sư đoàn 2 bộ binh về Đà Nẵng, đồng thời từ bỏ các khu vực như Huế, Quảng Tín và Quảng Ngãi để củng cố lực lượng tại Bắc Bình Định, nối liền với quân khu 3. Đà Nẵng được chọn làm điểm phòng thủ quan trọng bởi chính quyền và quân đội Việt Nam Cộng Hòa vẫn hy vọng vào sự hỗ trợ từ Mỹ, biến bãi biển thành căn cứ tiếp nhận viện trợ cho quân đội. Tuy nhiên, sự kỳ vọng này đã không được đáp ứng khi Mỹ từ chối can thiệp vì thời gian đã quá muộn. Trong khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang co cụm và chờ đợi cứu viện từ Mỹ, hay tỉnh Thừa Thiên đã bị thất thủ vào ngày 26 tháng 3 năm 1975. Trước đó Quảng Ngãi bị mất vào ngày 25 tháng 3 và Chu Lai vào ngày 26 tháng 3. Ngày 26 tháng 3 năm 1975, quân giải phóng đã tấn công Đà Nẵng, nơi quân lực Việt Nam Cộng Hòa lúc này có khoảng 75.000 quân, bao gồm các đơn vị chính như Sở Chỉ huy Quân đoàn 1, Quân khu 1, Sư đoàn Thủy quân Lục chiến 1, các sư đoàn Bộ binh 3, sư đoàn bộ binh 1, hai sư đoàn không quân cùng với những đơn vị khác như liên đoàn biệt động quân, thiết đoàn và tiểu đoàn pháo binh. Tuy nhiên, lực lượng này đang trong tình trạng suy yếu, tinh thần giảm sút, chỉ huy lộn xộn và tổ chức rệu rã, dẫn đến việc nhanh chóng bị thất thủ vào ngày 29 tháng 3 năm 1975. Sau khi Đà Nẵng thất thủ, quân đội Việt Nam Cộng hòa tuyên bố sẽ chiến đấu quyết liệt hơn ở các tuyến phòng thủ phía trong nhưng các tỉnh Duyên Hải Trung và Nam Trung Bộ vẫn tiếp tục bị xâm lược. Bình Định, Quy Nhơn và Tuy Hòa bị chiếm vào tháng 3 năm 1975. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải rút khỏi Nha Trang, Cam Danh vào ngày 2 tháng 4 và Khánh Hòa vào ngày 3 tháng 4. Đến đầu tháng 4 năm 1975, tổng cộng 150.000 quân tại Sài Gòn đã bị xóa sổ, không còn khả năng chiến đấu khiến tình thế quân sự hoàn toàn thay đổi. Sau khi mất quân khu 1 và quân khu 2, quân lực Việt Nam Cộng Hòa tập trung lực lượng về Nam Bộ với 10 sư đoàn bộ binh, 3 sư đoàn không quân, 8 liên đoàn biệt động quân và 11 thiết đoàn. Lực lượng này được tổ chức phòng thủ trên 3 hướng chính để bảo vệ Đô Thành, Sài Gòn. Ở Tây Nam Bộ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa phân bố 3 sư đoàn bộ binh thành lập các khu phòng thủ như Phan Rang và Xuân Lộc. Khu phòng thủ Phan Rang có liên đoàn biệt động quân, một lữ đoàn dù và hai trung đoàn bộ binh. Khu phòng thủ Xuân Lộc bao gồm sư đoàn bộ binh 18, liên đoàn biệt động quân 33, thiết đoàn 15 và một trung đoàn bộ binh thuộc sư đoàn 5 bộ binh. Hướng Bắc Sài Gòn được chia thành hai khu phòng thủ, Tây Ninh và Trơn Thành, An Lộc, Phước Vĩnh, với một sư đoàn tăng cường sư đoàn 25, một liên đoàn biệt động quân và hai thiết đoàn ở Tây Ninh cùng sư đoàn 5 và khu vực phòng thủ Trơn Thành, An Lộc, Phước Vĩnh. Hướng Tây Sài Gòn có tổ chức phòng thủ dọc theo tuyến đường từ Long An, Bến Lức đến Mỹ Tho với sư đoàn bộ binh 22, liên đoàn biệt động quân 6 và thiết giáp đoàn S. Đô thành Sài Gòn có một lữ đoàn thủy quân lục chiến, một liên đoàn biệt động quân và một lữ đoàn lính thủy đánh bộ. Phối hợp với các lực lượng thuộc biệt khu thủ đô Tuy nhiên, giữa tháng 4 năm 1975, tuyến phòng thủ Phan Rang, Xuân Lộc bị phá vỡ và các tuyến phòng thủ còn lại cũng dần bị xâm lược. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, tổng thống Dương Văn Minh và đại tướng quân lực Việt Nam Cộng hòa đã phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trước quân giải phóng. Trong cùng thời gian, tại Tây Nam Bộ, sức đề kháng của quân lực Việt Nam Cộng hòa cũng yếu dần lần lượt mất kiểm soát các tỉnh và toàn bộ miền Nam Việt Nam hoàn toàn được giải phóng. Quân lực Việt Nam Cộng hòa bị tan rã, chế độ Việt Nam Cộng hòa sụp đổ, đánh dấu sự kết thúc hơn 20 năm chính sách thực dân kiểu mới của Mỹ áp dụng ở miền Nam Việt Nam. Những sự kiện này đã thể hiện rõ sự thất bại không thể cứu vãn của quân lực Việt Nam Cộng hòa trong bối cảnh chiến tranh không ngừng gia tăng. Sự sụp đổ nhanh chóng và toàn diện của quân đội và chính quyền Việt Nam Cộng hòa là kết quả của nhiều yếu tố, bao gồm sự yếu kém về tổ chức, quản lý, tinh thần chiến đấu cũng như sự thiếu hụt nghiêm trọng về hỗ trợ quân sự từ Mỹ. Việc rút lui chiến lược và sự co cụm cuối cùng chỉ làm nổi bật sự tan vỡ của hệ thống phòng thủ và khả năng ứng phó của quân lực Việt Nam Cộng hòa trong giai đoạn cuối của cuộc chiến. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến thất bại của quân lực Việt Nam Cộng hòa? quân lực việt nam cộng hòa là một đội quân phụ thuộc hoàn toàn vào sự chỉ huy và hỗ trợ từ mỹ từ việc trang bị tổ chức huấn luyện đến cách thức chiến đấu tất cả đều do mỹ quyết định và quản lý các tướng lĩnh của quân lực việt nam cộng hòa cũng đã thừa nhận điều này một quân nhân của việt nam cộng hòa chỉ có thể dựa vào cơ thể của chính mình và không có gì là của riêng mình ngoài những hỗ trợ từ mỹ trên chiến trường vì sự lệ thuộc này quân lực việt nam cộng hòa thực sự không phải là một thực thể quân sự độc lập họ thiếu chiến lược và tư tưởng quân sự riêng vì tất cả các hoạt động quân sự đều nằm trong tay người mỹ tình trạng tham nhũng trong quân đội cũng phát triển mạnh mẽ phần lớn các tướng lĩnh và quan chức cấp cao đều liên quan đến tham nhũng điều này làm suy giảm lòng tin của mỹ cũng như của binh lính và nhân dân dưới chính thể của việt nam cộng hòa Chính Nguyễn Cao Kỳ đã phải thừa nhận rằng quân đội miền Nam không có ai đáng giá, từ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho đến các cấp chỉ huy khác. Nếu xét về sức mạnh quân sự vào thời điểm đó, quân lực Việt Nam Cộng Hòa là đội quân lớn nhất Đông Nam Á, đứng thứ hai ở châu Á và thứ tư trên thế giới. Không quân đứng thứ 10 trên thế giới với nhiều loại máy bay hiện đại. Tuy nhiên, vì quân đội này do Mỹ giàn dựng và chiến đấu không vì lý tưởng dân tộc mà vì đồng đô la của Mỹ, họ rất sợ nguy hiểm. Khi gặp khó khăn, quân đội này thường tìm cách tháo chạy. Sau chiến thắng Tây Nguyên của quân giải phóng, sự hoang mang và dao động trong quân đội Việt Nam Cộng hòa gia tăng đột ngột như một cơn dịch lan tràn trong hàng ngũ. Làm suy sụp tinh thần binh sĩ. Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu, một số quân nhân thậm chí đã nghiện ma túy để tránh phải ra chiến trường. Sau thất bại ở Tây Nguyên, Huế và Đà Nẵng, đã chứng kiến cuộc tháo chạy của quân đội Việt Nam Cộng hòa. Mặc dù chính quyền Thiệu đã hô hào phản kháng, nhưng cuộc tháo chạy này vẫn diễn ra ồ ạt. Mỹ đã lập cầu hàng không cho những người Mỹ còn lại ở Sài Gòn rút đi. Sau hơn 20 năm thực hiện chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam Việt Nam, cuộc kháng chiến của quân và dân miền Nam đã thể hiện tính chính nghĩa của mình, dẫn đến chiến thắng Mỹ đã bỏ rơi quân lực Việt Nam Cộng hòa vào giai đoạn cuối của cuộc chiến, và việc điều chuyển lực lượng không hợp lý đã làm bộc lộ sự hoang mang trong hàng ngũ quân đội, từ cấp thấp đến cấp cao. Nguyễn Cao Kỳ cũng đã thừa nhận rằng, trong số những người đồng cấp của ông, cứ 10 người thì có đến 11 người sợ chết. Việc Mỹ rút quân đã gây hoang mang trong quân đội Việt Nam Cộng hòa bởi họ không tin vào khả năng chiến thắng. Với đội quân và vũ khí hiện có, trước viễn cảnh của một cuộc chiến cuối cùng đầy tuyệt vọng, quân lực Việt Nam Cộng hòa đã quan tâm hơn đến sự sống còn của chính mình thay vì lợi ích chung. Sau thất bại ở Tây Nguyên, Huế và Đà Nẵng, quân giải phóng đã tiến vào phá vỡ tuyến phòng thủ Phan Rang, Xuân Lộc và Tây Ninh. Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu liên tục gửi thư cầu cứu Mỹ viện trợ khẩn cấp để cứu chính thể Việt Nam Cộng hòa khỏi sụp đổ. Tuy nhiên, tất cả các yêu cầu đều bị Quốc hội Mỹ bác bỏ vì không muốn can dự thêm và cho rằng viện trợ càng nhiều thì máu đổ càng nhiều. Những cố gắng của Thiệu đều không được đáp ứng, dẫn đến thất bại cuối cùng. Nguyễn Văn Thiệu đã chỉ trích Mỹ trong diễn văn từ chức ngày 21 tháng 4 năm 1975, cho rằng sự cam kết của Mỹ đối với Việt Nam không được thực hiện đầy đủ. Ông cho rằng Mỹ đã cắt giảm viện trợ từ 1,4 tỷ xuống còn 700 triệu và sau đó còn 300 triệu, khiến quân lực Việt Nam Cộng hòa mất đi tiềm năng chiến đấu. Ông kết luận rằng Mỹ đã để các chiến sĩ của ông chết dưới bom đạn. Và đó là một hành động vô nhân đạo. Thực tế là cuộc chiến tranh do Mỹ gây ra là phi nghĩa và các bên ủng hộ nó cũng không thể tránh khỏi thất bại. Các lời chỉ trích Mỹ của Nguyễn Văn Thiệu chỉ là sự biện hộ cho thất bại của quân lực Việt Nam Cộng hòa. Thực tế trên chiến trường cho thấy sai lầm trong việc điều chuyển lực lượng của Nguyễn Văn Thiệu đã làm suy sụp quân lực Việt Nam Cộng Hòa nhanh chóng. Nguyễn Văn Thiệu đã bố trí lực lượng phòng thủ Tây Nguyên khá mỏng trong khi tập trung ở quân khu Y, khu vực 3 và khu vực 4. Khi quân giải phóng tấn công Buôn Ma Thuột, sự thiếu hụt lực lượng để tái chiếm vùng này đã dẫn đến một cuộc tháo chạy hỗn loạn, làm suy sụp tinh thần quân đội. Thiệu tiếp tục tập trung lực lượng ở miền Trung để bảo vệ và tái chiếm Tây Nguyên, nhưng không thành công. Sau khi mất Tây Nguyên và miền Trung, quân lực Việt Nam Cộng Hòa dồn lực về Nam Bộ để phòng thủ, nhưng các tuyến phòng thủ này cũng bị quân giải phóng phá vỡ. Cuộc tổng tiến công nhanh chóng và táo bạo của quân giải phóng cùng với sự nổi dậy mạnh mẽ của nhân dân miền Nam đã tạo cơ hội cho quân giải phóng mở cổng tiến công mùa xuân năm 1975. Chiến dịch Tây Nguyên từ ngày 4 tháng 3 đến 24 tháng 3 năm 1975 đã tiêu diệt quân đoàn 2 của quân lực Việt Nam Cộng hòa. Tiếp theo là chiến dịch Bình Trị Thiên và các chiến dịch ở Huế và Đà Nẵng đã làm tan rã quân đoàn 1 và giải phóng các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng. Khi quân giải phóng tiến vào Phan Rang, Xuân Lộc và Tây Ninh, sự sống chết của quân lực Việt Nam Cộng hòa chỉ còn tính theo ngày và Mỹ thừa nhận tình hình quân sự ở Nam Việt Nam đã tuyệt vọng. Cuối cùng, vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh đã đánh thẳng vào đầu não của quân lực Việt Nam Cộng hòa tại Sài Gòn, dẫn đến việc quân lực Việt Nam Cộng hòa bị đánh bại hoàn toàn và phải đầu hàng vô điều kiện. Các nguyên nhân dẫn đến thất bại nhanh chóng của quân lực Việt Nam Cộng hòa bao gồm sự bỏ rơi của Mỹ, sai lầm trong chiến thuật của chính quyền Thiệu và sức tấn công mãnh liệt của quân giải phóng nguyên nhân cơ bản và sâu xa nhất là quân đội này không xuất phát từ nhân dân và không chiến đấu vì lợi ích của nhân dân mà chỉ vì chủ nghĩa thực dân kiểu mới những nguyên nhân này cũng mang lại nhiều bài học lịch sử quan trọng cho hiện tại và tương lai kính gửi những người đang tìm kiếm vinh quang qua con đường phản bội và bán rẻ tổ quốc chúng ta sống trong một thời đại mà lòng trung thành và danh dự phải được đặt lên hàng đầu. Những người chọn con đường bán nước cầu vinh, chạy theo lợi ích cá nhân và phản bội lại lợi ích của dân tộc, cuối cùng chỉ dẫn đến sự hủy hoại chính mình. Những hành động này không chỉ gây tổn hại cho đất nước mà còn khiến bạn tự trở thành nô lệ của những kẻ quyền lực mà tự mình đánh mất giá trị và phẩm giá. Một trung thực và trung thành. Dù bạn đang ở đâu, hãy giữ vững lòng trung thành với Tổ quốc và đồng bào. Sự trung thực và lòng yêu nước là những giá trị cốt lõi mà mọi người cần gìn giữ, không nên đánh đổi lấy bất kỳ món lợi nào. 2. Trách nhiệm và cam kết. Đừng để lòng tham và sự yếu đuối làm bạn lệch lạc khỏi con đường chính nghĩa. Những kẻ bán nước cầu vinh thường chỉ thấy lợi ích trước mắt mà quên đi trách nhiệm đối với lịch sử và thế hệ tương lai. 3. Đạo đức và tôn trọng. Xây dựng sự nghiệp và danh tiếng của mình bằng cách tôn trọng đạo đức và các giá trị nhân văn con đường chính nghĩa, dù gian nan, sẽ mang lại sự kính trọng và niềm tin bền vững hơn bất kỳ chiến thắng tạm thời nào. 4. Đừng chạy theo lợi ích nhất thời Lợi ích trước mắt không thể so sánh với giá trị của sự tôn trọng và niềm tin mà bạn có được từ việc làm đúng đắn. Sự vinh quang bền lâu chỉ đến từ việc bạn đứng vững trước thử thách và duy trì phẩm hạnh. 5. Tự nhận thức Hãy tự hỏi bản thân, tôi đang làm gì để phục vụ lợi ích chung? Nếu câu trả lời là vì sự vinh quang cá nhân mà không nghĩ đến lợi ích của đất nước, bạn đang đi sai đường. Cuối cùng, những người bán nước cầu vinh không chỉ tự hủy hoại chính mình mà còn phá hoại nền tảng của xã hội và tương lai của đất nước. Hãy lựa chọn con đường trung thực, vì đó là con đường dẫn đến sự tôn trọng lâu dài và sự vinh quang chân chính.